rất rất cảm ơn là cô Tâm không quản ngại Covid, quản ngại cách ly, giãn cách xã hội, bay ra ngoài đây. Và đúng là cứ mỗi một lần là cô Tâm ra là phải nói với thầy cô là nó như là được truyền cảm hứng, truyền lửa ấy, nó hừng hực lên thế nào ấy. Và nếu như các thầy cô mà để ý là hồi đầu lúc mà thầy Nhung nói là có 90 điểm, như giờ là tôi thấy là cứ để ý cứ khoảng độ 138, 141, như vậy là gấp đôi so với dự kiến. Thì tôi đoán chắc là vì người ta biết là chị Tâm ra Hà Nội là người ta là kích hoạt người ta lên nghe đó. Và nó rất tuyệt vời, chèo rẫy đúng là rất tuyệt vời, luôn luôn một cái hình mẫu. Thì sau đây tôi xin phép được chia sẻ một chút dinh dưỡng ngoại khoa ở trong lồng ngực nói chung, và có minh họa một cái ca ghép phổi đầu tiên của Việt Nam. Thì những cái dữ liệu mà tôi nói ở cái bài, ở cái phần về ca ghép phổi báo cáo với thầy cô là đây là lần đầu tiên tôi báo cáo ở hội nghị, tôi vẫn để dành 4 năm nay, và cũng là lời đề nghị của cô Hà, cô ấy yêu dinh dưỡng vô cùng và cô ấy đắm đuối và cô ấy nói, thì tôi nghĩ tôi dành cái ưu ái, còn chưa hề dùng số liệu này để đăng một cái bài ở ngoài Việt Nam bao giờ cả. Xin thưa với thầy Nhung là cô ấy yêu dinh dưỡng lắm và cô ấy thể hiện là cô ấy sẽ toàn tâm, cũng mong thầy. Và em nghĩ là nói chung là và tuyệt vời lắm. Và thầy ạ, à, tuyệt vời. Cho nên chúng ta vào bài báo cáo với thầy. Nội dung thì là có 3 phần. Phần thứ nhất thì em xin diễn giải những cái nội dung ngắn gọn của cái protocol gọi là phục hồi nhanh sau phẫu thuật, trong đó ưu tiên cho cái phẫu thuật lồng ngực. Phần thứ hai thì một số những cái khuyến cáo dành cho phẫu thuật phổi, và cuối cùng là cái ca ghép. Vì có lẽ với đa phần các cái cán bộ về dinh dưỡng thì cái từ IRAS cũng không phải là từ lạ nữa rồi. Vì bây giờ mặc nhiên là thế giới đồng thuận, làm cái gì cũng phải tăng hiệu quả, nhưng phải dựa trên bằng chứng khoa học. Và với mỗi một ngành thì người ta đều có những cái quy trình riêng. Thì với ngoại khoa thì người ta đã có một cái từ khóa chung, đó là IRAS, và đã có những cái phân chia thành chuyên khoa để sao cho chuyên khoa nào cũng thấy trong cái chung cũng có phần của mình, và trong cái riêng thì có cái mình có thể làm được. Thì hôm nay thì em chỉ xin chia sẻ những cái liên quan đến dinh dưỡng mà thôi, còn bản thân IRAS chính là cái mà thầy Nhung vận hành cả bệnh viện, trong đó có một góc rất nhỏ của dinh dưỡng. Thì thứ nhất là cái đồng thuận chung về dinh dưỡng chu phẫu thì đã được Hội đồng về dinh dưỡng của châu Âu đã đưa ra, thì em cũng sẽ dùng một phần ở số liệu này. Các thầy có thể thấy là với một cái ca phẫu thuật thì đấy gọi là tổng hợp của tất cả các loại sang chấn. Hãy hình dung một ngày nào đó chúng ta được bác sĩ chẩn đoán có một khối u ở phổi. Chưa ai làm gì, chỉ nghe mỗi cái tờ chẩn đoán như thế, chưa cần phải làm tế bào, chưa cần phải cấu một cái tế bào nào ra, đã không muốn ăn ngay cái bữa hôm đấy rồi. Cuộc sống đang tươi đẹp, tự nhiên lại có một cái khu quái quỷ nào nó lại mọc ở trong ngực của mình vậy. Nghe đã sợ rồi. Sau đó, bác sĩ sẽ lần lượt theo các chuyên khoa gọi vào để nói từng phòng một. Một phòng sẽ nói rằng là sẽ lên làm cái gì, làm thì được cái gì, mất cái gì. Sau một hồi ù hết cả tai, em chào bác, em chưa quyết định ngay đâu, em về em nói với vợ em vài câu đã. Chuyển khoản hết đi, không còn giấy tờ gì nữa, thế là thôi bây giờ em tiếp tục chiến đấu, từ nay về sau nếu như sống người ta làm tiếp, mà không sống thì vợ làm tiếp, đúng không? Vì đấy, đó là câu chuyện rất thật. Như vậy là ở viện em cách đây 6 năm có một bác sĩ ngay khi chẩn đoán là ung thư gan, một tuần sau đài, nó có thiếu tá còn thua tuổi của em bây giờ. Tức là đầu tiên là tiêu chảy không cầm được, thế sau đó thì vào phát hiện ra là khối u khá to 10 cm, mà khỏe ơi là khỏe, đá bóng suốt ngày. Một tuần nhịn, suy nghĩ, chết. Đấy chính là những cái mà chúng ta gặp phải trong bệnh viện. Thế còn khi mà mổ thì sao đây? Đủ các thứ trên đời dội vào, thầy thấy đấy. Đau, lo lắng, mất nước, rồi bị nhịn đói, tổn thương mô, rồi khi mổ thì mất điều nhiều thứ. Rồi khi mổ còn bị dùng thêm những cái thuốc giảm đau, mà đặc biệt là có opioid, tức là thuốc phiện. Rồi hạ thân nhiệt, rồi thì bất động, vân vân. Và những cái này nó là một cái sang chấn rất tổng hợp để khẳng định là người bệnh nếu như mà có sống được ấy, thì tức là cũng phải mất một quãng dài. Vậy thì IRAS nó sinh ra để đáp ứng đúng những cái đó luôn. Vậy thì trước phẫu thuật làm cái gì?
sau phẫu thuật, trong phẫu thuật làm cái gì và sau phẫu thuật làm cái gì thì cũng đều với cái mục đích là nếu sang chấn chỗ nào chúng ta giảm nhẹ cái đó. Cái gì có thể nhanh được là phải làm ngay. Vậy thì chính mấy cái từ đầu tiên mà em đưa vào đấy là cách phiên giải của bản thân em, đấy không phải là khuyên cáo của hội. Tức là ba cái từ là gì? Sớm hơn, nhanh hơn, sẽ tốt hơn. Tuy nhiên từ nói đến làm là một quãng dài, và tí nữa em sẽ mô tả một câu chuyện là các nhà khoa học tranh luận với nhau công khai ở trên các diễn đàn quốc tế như thế nào về cái câu chuyện này. Đây là một cái quy trình ERAS được mô tả nó theo cái hình thức nó đẹp hơn ở trong cái khuyến cáo. Và thưa các thầy, người ta chia rất rõ trước, trong, sau. Ý nói rằng nếu như không phải là mổ cấp cứu, một cái ca là mổ theo chương trình đã được sắp đặt trước, thì quá trình chuẩn bị luôn luôn quan trọng. Tư vấn, tối ưu hóa tất cả những cái can thiệp ở ngay trong phẫu thuật, giảm thiểu những cái không đáng có ở trong phẫu thuật bằng cách là quản lý dịch thật tốt, giữ thân nhiệt thật tốt, rồi gây mê thì dùng tất cả những cái liều mê là liều ngắn để tỉnh nhanh. Và đặc biệt là trong mê thì người ta không dùng cái chế phẩm opiat nữa, mà gần như bây giờ người ta phối hợp những thuốc mê ngắn, thậm chí giảm đau người ta cũng phối hợp để là sao cho cái sang chấn và cái tác hại của thuốc mê tân thần kinh trung ương là giảm thiểu. Và đặc biệt như thầy thấy, như Nhung thấy đấy, tức là ngày càng người ta dùng những kỹ thuật gọi là xâm nhập tối thiểu trong cái việc là phẫu thuật. Chính vì thế ngày xưa hay trêu là cái thời mà em học thì hay trêu là những cái người mà mổ nội soi gọi là đi mổ moi, đúng không? Ý là có vẻ là cành cao hay là học được cái gì tí về đi khoe. Không, đấy chính là xu hướng chắc chắn của trong thời đại này. Tất cả đều là sang chấn tối thiểu. Không đơn thuần là người ta bảo vì thẩm mỹ đâu, mà vì người ta muốn can thiệp rất là ít. Thậm chí có những cái thước phim quay về mổ robot ấy, quay về những cái mổ can thiệp mổ robot. Nhưng robot thì đó là một câu chuyện như trong mơ thôi, không phải ở Việt Nam cũng có được. Cả Việt Nam có mấy con thôi. Thì gần như không mất một chút máu nào. Bởi vì sao? Trong robot nó có cái ứng dụng trí tuệ thông minh ở trong đó. Nó tính tất tần tật mọi thứ trên đời. Không hiểu là lúc đấy thì ông bác sĩ có thông minh hơn nữa hay không. Nhưng nếu như mà thua nó là nó sẽ nhắc. Thì đấy là những điều kỳ diệu trong robot. Và em nhớ là cái hồi mà em học sang trung tâm ung thư của Bệnh viện Hoàng gia của Sydney ấy, cả bệnh viện cũng chỉ có một con robot, nhưng để ngắm. Không phải là lôi ra được làm ngay đâu. Đầu tiên là mô hình đấy sẽ trưng bày ở lobby ở sảnh tầng 1, tầm khoảng độ mấy tháng. Mọi người đi qua bắt đầu cứ mơ ước đã, mê mẩn đã. Và nó nói rằng là cái lộ trình từ cái chỗ trưng bày đến chỗ thực hiện đấy, ít nhất là 6 tháng sau nó sẽ, nó tính như thế đấy. Mà trong khi đó thầy biết là cả cái bệnh viện ung thư của Đại học Hoàng gia là nó tách riêng thành một bệnh viện tư là Chris Aprian, là chỉ có 90 giường. Nó cũng không nhiều. Vì sao? Nó giải quyết rất là gọn gàng. Em học dinh dưỡng ung thư là phải sang viện đó. Thế thì mới thấy thầy là từng khâu nhỏ nếu như mình đưa vào bài toán kinh tế thì chính là bài toán khoa học. Bởi vì gì thì gì chứ, nếu như đưa tính mạng con người ra thì đấy là một bài toán khó có thể so sánh. Và nếu như giảm thiểu tăng mọi cái thì nó tạo ra một kết quả tổng thể. Nói một chuyện một chút để các thầy cô biết là ở nước ngoài chết cũng khó ở cái chỗ này. Một bệnh nhân 84 tuổi đến khám là đúng cái ca mà em khám. Ông ấy bảo là ông bị ngứa ở tay. Thì bác sĩ ở khoa miễn dịch nói là ông cứ bình tĩnh xem lại hồ sơ cũ. Còn về tiền sử ung thư thì ông bị 3 ung thư cùng một lúc. Năm 60 tuổi ông ung thư dạ dày, năm 70 tuổi ung thư bàng quang, và đến 80 tuổi thì ung thư da. Ở nước ngoài 3-4 ung thư trên một cơ thể bình thường, thường thôi, không sao, bảo hiểm chưa cho chết, sẽ điều trị để sống. Thế thì ông bác sĩ, ông em còn nhớ mãi là ông Lober, là ông ấy trưởng khoa dinh dưỡng trưởng khoa miễn dịch. Tức là trong dinh dưỡng có một góc gọi là dị ứng thức ăn thì nó lại ghép vào khoa miễn dịch thì nó làm. Thế thì ông mới tìm lại hồ sơ cũ, ông bảo là ngài John, ngài quên à? Và tôi quên gì vậy? Hồ sơ ghi từ năm 1984 ngài bị dị ứng thực phẩm. Bây giờ ngài ăn đúng lại cái này và bây giờ bị dị ứng là đúng rồi. Trời đất ơi. Ông lưu hồ sơ từ năm 1984. Khó cơ hội thoát khỏi nó. Thì em cũng xin, đúng là thôi thì mấy khi được gặp thầy sướng lắm, về khoe tí. À, lưu hồ sơ là đẳng cấp của một cơ sở đấy. Không bàn cãi đâu, không bàn cãi. Đấy là đẳng cấp của một cơ sở. Người ta nhìn lại cái bề dày của mình thông qua các hồ sơ lưu trữ. Về cái hướng dẫn ERAS trong ghép phổi thì em cũng trong phẫu thuật phổi thì người ta đã đưa ra là 45 mục, ở trong đó có những tiểu mục thì em chỉ bóc tách những cái phần liên quan đến dinh dưỡng để nói với các thầy cô. Em đã việt hóa sơ bộ để các thầy cô thấy. Thứ nhất là trước phẫu thuật người ta lại, ô bên này có, bên này chưa có.
Rồi. Trước phẫu thuật thì tức là cái việc khám, sàng lọc và đánh giá, đồng thời tư vấn là rất quan trọng. Và đặc biệt thầy ạ, với phổi là phải cai thuốc. Cách đây 4 năm em có hướng dẫn một cái bác sĩ chuyên khoa 2 viện 108, thì rất vô tình, ngày đấy em cũng không biết về cái này nhiều đâu, thì cũng vô tình xử lý số liệu đấy, phát hiện ra là những người bệnh mà phẫu thuật cột sống cổ nhưng có cai thuốc thì hiệu quả tốt hơn hẳn người không cai thuốc. Thế em mới giật mình, em mới quay lại em hỏi là thế cái điều này có đúng không, mà người ta không hề biết cái người là bị xử lý xưa là xử lý mù, người ta không cho mình biết. Và đúng là kể cả phẫu thuật cột sống cũng có liên quan đến cái việc cai thuốc, tốt thật chứ không phải không tốt. Và với phổi thì chắc buộc phải làm công việc là phục hồi chức năng phổi cùng với phục hồi chức năng chung ở cơ thể trước phẫu thuật, việc đấy có chuẩn bị cực kỳ tốt. Trong ca phẫu thuật thì cái việc liệu pháp uống dịch lỏng và đường trong thì là bây giờ khuyến cáo khá rộng và không được nhịn đói kéo dài, thì người ta khuyến cáo là cái việc uống dịch lỏng có thể sát cái ca mổ tới 2 đến 4 tiếng và không được nhịn đói quá 6 tiếng. Thì ở cái bệnh viện mà em học ấy là bệnh viện Hoàng gia APA ấy, thì em nhớ mãi là bà Helen là phụ trách toàn bộ cái nhóm ghép tạng, thì bà ấy nói là nói vậy thôi nhưng mà ngay tại Úc thì thời gian trung bình của nhịn đói là 12 tiếng. Không phải là từ sách đến thật là nó gần lắm đâu, xa lắm. Vì sao ạ? Vì lịch hẹn nó delay, lúc đấy ai nhảy ra để mà bảo rằng à, bệnh nhân này đến tiếng thứ tư sau uống rồi đâu, thế là phải chấp nhận. Nhưng dinh dưỡng đi điều tra thì thấy rằng là cái sai số ấy là khá nhiều. Trong phẫu thuật thì những cái này là chúng ta phải lưu ý. Kháng sinh dự phòng thì thường xuyên đã nhắc đến, nhưng bây giờ kể cả là dự phòng tắc mạch, tức là thuốc chống đông cũng đã được sử dụng, hiệu quả cực kỳ tốt. Tuy nhiên không lạm dụng, kể cả kháng sinh lẫn chống đông dự phòng, nếu mà lạm dụng thì hậu quả của nó cũng gây gớm chứ không phải đấy. Và phải có tất cả các giải pháp để giảm buồn nôn, giảm nôn sau phẫu thuật, phải giữ ấm, không truyền thừa dịch, không dùng chế phẩm opiat và giảm thiểu ống dẫn lưu như có thể. Em không biết là nói cái này mà gặp phải các thầy bên phổi thì không biết là nó va chạm nhiều không, thế nhưng mà người ta khuyến cáo là chỉ nên dùng một dẫn lưu, thậm chí ở phần sau người ta nói là nếu như mà dịch mà xuống dưới 450 ml có thể rút dẫn lưu. Thậm chí là sáng nay em còn phải đọc lại thì người ta còn khuyến cáo mạnh hơn nữa là nếu như xét nghiệm men viêm mà dưới 75 cho về. Ôi rồi, thế những cái phẫu thuật mà khi men viêm mà CRP ấy, mà xuống dưới 75 lâm sàng là cao đấy chứ, đơn vị của nó dưới 1 mà bây giờ lên 75 là người ta cho về. Người ta nói là không cần phải giữ lại, bởi vì người ta khẳng định tìm được yếu tố căn nguyên là do sang chấn phẫu thuật chứ không phải là một cái nhiễm khuẩn gì cả mà đứng lên được về. Tức là cái IRAD bây giờ nó tiến bộ từng ngày một. Và sau phẫu thuật thì cái giảm đau ngoại ngoại vi là khuyến cáo ăn đêm miệng sớm và vật lý trị liệu là trong vòng 24 tiếng. Thì lát nữa đến ca ghép phổi thì em sẽ nói rằng là nhóm đồng thuận chuyên gia của 103 phối hợp với chuyên gia Nhật, họ làm đúng như này luôn, mà cách đi 5 năm họ đã làm đúng như thế luôn, không sai luôn một tí nữa. Mà học họ thì đúng là học từ cách đi giày, người ta dạy mình hết, người ta bảo là phải làm cái này phải làm thế kia, hóa ra là bấy lâu nay mình làm là chưa có chuẩn. Em vòng lại cái slide này một chút vì liên quan đến cái bài của cô Tâm. Mà cô Tâm nói sao mà lại chuẩn thế chứ. Cuối cùng là cái mà cô Tâm làm ở Chợ Rẫy hoàn toàn đồng thuận với lại cái của thế giới phát hiện ra trong vòng 10 năm vừa rồi về cái việc chúng ta đánh giá tình trạng dinh dưỡng. Họ dùng những công cụ cực kỳ đơn giản để đánh giá dinh dưỡng. Báo cáo với các thầy là với khối phẫu thuật họ đánh giá trước, sau và so sánh với khối không phẫu thuật. Người ta thấy rằng là những cái câu hỏi mà mình vẫn tưởng như là vứt đi nhưng cực kỳ có giá trị, đó là hai câu hỏi là có ăn được không, hai là có giảm cân không. Chỉ thế thôi, chính là MST của chúng ta ở trong cái phần đầu, ở trong cái phiếu dinh dưỡng mà chị Hà chỉ làm ở trong bệnh án. Mặc nhiên bệnh viện nào cũng phải dùng hai câu hỏi đó, đủ quý. Ví dụ tỷ lệ chết 30 ngày sẽ tăng lên 3,2 lần OR nếu như cân giảm trước phẫu thuật. Mà cân giảm ấy thường người ta dùng cái ngưỡng là 5%, mà tỷ lệ tử vong đã tăng 3,2 lần. Nếu mà ngay ở trong cái tuần phẫu thuật đấy mà ăn mà còn giảm, ăn giảm cũng tính ngưỡng 50% đấy, thì tỷ lệ tử vong của cái nhóm phẫu thuật là tăng gấp 9 lần. Thế còn với cái nhóm không phẫu thuật thì cũng vậy thôi, cũng không thể chủ quan được. Ngay khi mà ở cái ngày đấy, bữa trưa mà không ăn được hoặc là ăn dưới 25% thì tỷ lệ tử vong cũng tăng 9 lần. Tức là người ta chọn cái ngày dinh dưỡng toàn cầu, người ta cắt ngang, người ta hỏi đúng một câu thôi là trưa nay anh có ăn được hay không? Ăn được 1/2, ăn được 1/4 hay là ăn 75%? Mà người ta tính cái tỷ lệ tử vong trong vòng 30 ngày nó rất giá trị. Vậy thì mong các thầy cô, các anh chị ở đây hãy đồng thuận
chỉ hỏi thôi đã giúp được người ta rồi. Đừng bỏ qua những cái cử chỉ nhỏ như thế, rất tốt trên lâm sàng. Và lát nữa thì tôi sẽ phân tích thêm ở trên lâm sàng, nếu lúc nào cũng chăm nhìn vào xét nghiệm, tốn tiền và sai sót liên tục, không được ỷ lại vào xét nghiệm. Thì cái mô hình khép kín luôn luôn phải coi người bệnh làm trung tâm, ở trong đó có phần của dinh dưỡng, rồi bỏ những cái gì mà đáng bỏ, bỏ thuốc, bỏ rượu. Tâm lý liệu pháp khuyên tốt lắm, khuyên mà người ta tin ấy, thì giảm được liều thuốc mê, khuyên mà người ta tin tự nhiên miễn dịch người ta lên, cũng giống như cái ca mà tôi vừa mới phân tích với các thầy cô vừa nãy. Không tin bác sĩ, bởi vì vốn mình là bác sĩ, không tin cái gì cả, từ chối điều trị, một tuần chết, mà mới có ba mấy tuổi, ung thư gan, chuyện thật luôn. Cái chết đến rất dễ nếu chúng ta muốn. Và lý liệu rất quan trọng ở trong cái cấu hình này. Bây giờ chúng ta vòng lại xem, vậy thì với những cái phẫu thuật lớn, đặc biệt là cái bệnh nhân ở cái nhóm bệnh viện chúng ta là cái nhóm ca phổi, thì người ta thấy thế nào? Tức là suy dinh dưỡng là một cái yếu tố cực kỳ quan trọng. Tuy nhiên, cái từ mà người ta dùng ở đây là quan trọng nhưng có thể thay đổi được để làm tốt hơn trong cái can thiệp của chúng ta. Và trong các cái chương trình mà liên quan đến phẫu thuật đấy, thì phục hồi chức năng của cái bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính đấy, thì người ta khuyến cáo như cô Tâm vừa mới nói đấy, nếu như lúc đấy mà khuyên người ta ăn những cái bữa rất to nó khó lắm, hãy cố gắng nghĩ ra những cái bữa 200ml mà nó có năng lượng đúng mình cần. Thế thì hoặc là như cô Tâm chế một cái bữa thay đổi, thế thì thật là happy mà lại ngon bổ rẻ, 56.000 ba bữa. Em nghĩ là cũng khó, cô Tâm có bay suốt ngày, bệnh nhân này cô yêu lắm cô mới làm được. Khó. Thôi, ONS. ONS là cái gì ạ? Đóng sẵn những cái xốp dao động từ 120 đến 200ml. Ở trong nó đủ luôn. Và có thể thay thế bữa ăn. Chúng ta sẽ thắc mắc, anh có quảng cáo cho ai không đấy? Không, quảng cáo cho tôi. Vào viện rồi đừng có so sánh là tôi phải bỏ ra 80.000 để mua cái lọ đó, hay là 80.000 mua 3 bữa cơm. Không còn câu chuyện là giữa 80 hay là 20.000, mà là sống hoặc là không sống. Vậy thì thực phẩm dinh dưỡng y học các cơ bản là gì? Nhỏ gọn, đủ chất, đúng mục đích chuyên khoa, và phải cực kỳ dễ dùng. Không có cãi cọ cái gì cả, mắt trước mắt sau cái là bác phải dùng. Tôi còn nhớ ở Úc người ta lừa bệnh nhân như này, xin lỗi, bởi vì đây toàn nhân viên y tế, chúng ta được dùng từ thẳng thắn với nhau. À, ông John, ông có ăn cơm không? Không. Ông có thích dùng cái gì đấy giống như cái thức ăn ở nhà không? Không. Ông đi đi, lần sau đừng có quay lại đây nữa, tôi không muốn gặp ông. Nói nguyên văn với cái người tiết chế như thế. Không sao, 15 phút sau một em chân dài sẽ quay ra. Chào ông John, hôm nay là ngày đẹp trời, ông nhìn xem, ở bên kia có một cái cây nó đang nở hoa, bởi vì mặc nhiên bệnh nhân là một cửa sổ phải quay ra ngoài, không được khép kín. Còn cái cửa thì quay ra hành lang, còn cái cửa sổ buộc phải quay ra ngoài, đặc biệt là bệnh nhân ung thư nằm ở trong Palias, đấy là cái trung tâm chăm sóc phản nhẹ. Thấy vẫn chưa cắn câu, bình tĩnh. 15 phút sau lại một em điều dưỡng đi qua, bắt đầu bụng thì đói rồi, cái chuyện đong đưa bây giờ chắc không có lợi. Nhìn thấy mặt bệnh nhân bắt đầu thay đổi, có vẻ được đây. Chào ông. Trên xe rất nhiều kem và sữa chua, không nói năng gì hết lại đi. Y gì như là bắt trẻ con ăn ấy, mà mày không ăn thôi nhá, nhưng mà tao sẽ đi qua đi lại để nếu mày cần tao vẫn có. Mưu nó nhiều lắm, cũng là một điều dưỡng rất nhiều mưu. Lúc sau thì hàng thật đến, cái xe vẫn đẩy qua vào và bắt đầu chăm sóc. Bắt đầu nói hôm nay là một ngày rất đẹp, ông rất tuyệt. Tôi thấy rằng ở đây ít người ý chí như ông. Những bệnh nhân mà được như ông cũng là ít, và chúng tôi rất muốn là ông ở đây. Ông ở dưới tầng 2 ấy, có một cái chỗ mà người ta có thể vẽ, có một cái chỗ có thể đan, và có một cái đàn. Thứ 6 thì có một ông thầy chùa sẽ qua đây, ông hãy đàn cho ông ấy nghe nhé, bởi vì đàn piano hay để sảnh tầng 1. Và những bệnh nhân ung thư ấy, thì mặc sức sáng tạo ở trên một cái kho có sẵn len rồi giấy rồi gì, muốn làm gì là xong, có người đến mua với giá rất đắt, động viên cái quãng còn lại mình là người có ích. Thế bắt đầu ông cụ cắn câu thật rồi. Bây giờ hỏi, ông ơi, tôi bảo này, hôm nay kem ngon lắm. Xong, cho tôi một xớp. Thế xong rồi ăn xong không nói năng gì hết. Thế là tôi mới hỏi điều dưỡng là, này, trong cái cốc kem có cái gì đấy? Nguyên như là cái cốc sữa lúc đầu, đủ thứ trên đời nhưng đã làm lạnh. Và không còn cái mùi gì nữa, bố ăn là bố hết kêu. Xong, một buổi sáng nó lừa được có một lần. Khổ điều dưỡng nó tuyệt vời, vô cùng tận. Rất tuyệt vời, tôi bảo, tao thua mày. Ở chỗ tao thế chắc thôi,
tao mà không cho nó ăn được đủ thì tối tao bị phạt đấy, cũng chả phải hay ho gì đâu. Rồi thôi, thế là hoàn thành nhiệm vụ. Thôi nó kể một chút để câu chuyện là gặp người bệnh khó như cô Tâm, cô cũng dẻo mỏ, em không bằng, em đi hơi nhờ điều dưỡng chân dài vậy cũng được. So với chân em là dài hơn rồi. Sang sàng lọc thì báo cáo với các thầy cô Tâm cãi mãi mới được cái BMI, và em khẳng định nếu mà em cãi em cũng cãi như thế. Người Việt đâu có thế đâu, 60% người Úc là có BMI trên 30. Ở người Úc mà khuyên người ta giữ giảm cân mà người thin mỏng mảnh ấy, nó cười từ sáng đến tối. Em hỏi giáo sư dinh dưỡng của em sao bà người bà trông đầy đặn thế, nói từ nhẹ nhàng ấy. Nó bảo để tao dự phòng khi tao ốm có cái mà gặm. Ô đúng thật, nó bảo thế nếu mà tao ốm lấy cái gì mà gặm, gặm ở chỗ này gặm ở chỗ kia, tao cần cái để gặm. Thế mày happy không? Lúc nào cũng happy. Giờ đi ăn cái gì, mày muốn gì tao ăn đấy. Bình thường rất khó tính, trưa nó ăn như con bò mà, trưa là nó mang cà rốt rau sống trộn lăng quăng nó để tủ lạnh luôn, nó nhai rau ráo ra. Tối nó về nó ăn với chồng con thì nó lại happy, sáng thì cũng bộ uống cà phê trừ bữa. Nói chung nó ăn cũng khổ, bác sĩ là thế, là về đến 9 giờ sáng hay 3 giờ chiều không nghỉ trưa, chỉ mong có một bệnh nhân ở đó nó bỏ lịch hẹn, và cái giờ hẹn mà bị bỏ đấy sẽ là giờ của mình, happy lắm. Thế thì lại vòng lại như thế, đừng bỏ qua cái này về người Việt. Vì người Việt như cô Tâm nói đấy, BMI 12 còn có mà vẫn lê đến bệnh viện được, không ai tin mà một cái xác không hồn mà đến bệnh viện được. Như Việt Nam là có và thậm chí còn quen thế rồi, nên nếu bỏ qua là chúng ta mất. Và ngay khi mà phát hiện ra suy dinh dưỡng thì đặc biệt với khối ngoại khoa, cái việc bổ sung ONS cực kỳ quý, thầy thầy thể dục cực kỳ quý. Nói thật với thầy ấy, là bệnh viện đông bác sĩ thì ít, đặc biệt bác sĩ ít hơn, nếu mà lúc nào cũng quy về cơm cháo ấy là mình thua. Hãy quy ra những cái thứ giống như những cái kit xét nghiệm ấy, nó có sẵn rồi, click rồi trong đó có ba lựa chọn, ông thích cái gì, thích cái vị gì, thậm chí là không có vị gì nó cũng có. Mình phải làm thế mình mới giải quyết được. Và đặc biệt tới đây nếu như mà thầy làm ghép tạng, đồ ghép tạng mà cứ thích theo gia vị ấy, thì là mình thua, bởi vì đồ ghép tạng là vô khuẩn tuyệt đối. Riêng bệnh nhân ghép tạng, thì em kể cho mà nghe, ghép tạng mà lơ ngơ là ăn đòn ngay rồi, ôi cứ thích mới nhích chứ mà thịt là chết chết, mà mỗi một lần mà cái hội chứng thải ghép cấp nó quay lại thì tiền rơi như mưa. Không có đong đưa cái chuyện đấy, ở đây chỉ có một lựa chọn là tốt cho bệnh nhân. Vậy thì cái dinh dưỡng chu phẫu thì người ta sẽ phải làm câu chuyện là trước, trong và sau phẫu thuật một cách trọn vẹn. Thì ở đây em chỉ nói qua hai cái khuyến cáo thì để cho các thầy cô cũng như là giáo sư viện trưởng cũng thấy rõ hơn, là nói là dinh dưỡng kể là kể lắm, thế nhưng bọn em cũng tính rồi, đến siêu thị mà lắm hàng quá là không mua được cái gì, ít lựa chọn thôi lại mua được đồ. Và bệnh viện cũng thế, em nghe đâu là có những cái bệnh viện có tới 300 chế độ ăn, không hiểu nổi là kích kiểu gì. Em không nhớ nổi 300 thầy luôn, nếu mà thầy chấm em thì em trượt, em nhớ được tầm 20 cái chế độ đổ lại thế thôi, còn đâu mình nhích thay đổi, gọi là cái từ flexible. Thế còn với ONS tức là cái thứ một cái xốp ăn đủ dinh dưỡng đóng sẵn, thì ở đây em chỉ nói hai lựa chọn thôi, một là xốp chung, hai là xốp miễn dịch. Thì với đa phần thì dùng cái đồ chung toàn diện polymeric là toàn vẹn ba cái nhóm GLP cộng với lại cái lượng protein nó giàu lên đã đủ tốt rồi, chứ cũng không cần quá chọn lọc. Tuy nhiên người ta khẳng định rằng là với bệnh nhân suy dinh dưỡng thì nên dùng cái dinh dưỡng miễn dịch sau phẫu thuật, còn trước phẫu thuật thì người ta không chứng minh được cái điều này. Như vậy sau phẫu thuật thì dinh dưỡng miễn dịch cực kỳ quan trọng. Em kính mong thầy nhớ cho cái từ dinh dưỡng miễn dịch, nó chỉ một chút liên quan đến miễn dịch thôi, nhưng không đơn thuần là năng lượng mà ở đó còn phục hồi hệ miễn dịch. Mà cái bài giảng về miễn dịch nó khá dài, nếu mà có thời gian thì em với lại cô Hà sẽ cố gắng chia sẻ cho cái khối ngoại. Dinh dưỡng miễn dịch nó là một cái ngạch khá riêng biệt. Sở dĩ là em rất thích cái ngạch đó bởi vì em cũng có một thời gian là 2 năm học về ung thư ở bên Đức, chuyên về miễn dịch. Đây là cái phục hồi chức năng, thì cái sơ đồ này thì nhìn thì lằng nhằng thế nhưng mà càng nhìn càng thấy yêu, yêu lắm ạ. Bệnh nhân vào viện, đây em xin chỉ bằng tay cho nó thật. Bệnh nhân vào viện này. Thế thì nếu như mà cái người mà được phục hồi chức năng trước phẫu thuật thì người ta sẽ khá lên. Đến thời điểm này ông bác sĩ phẫu thuật bảo là chiến. Ngay cái ngày phẫu thuật đấy là sập, sống hay chết chỉ trong vòng một vài giờ. Thế còn cái người mà đến mà không động chạm gì thì cứ lừ 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 mà chưa bước chân còn đi xuống nhưng vẫn bị đánh một quả vào ngày phẫu thuật thì sẽ sập xuống sâu hơn.
Còn cái người mà đã được nâng lên rồi sập xuống nhưng vẫn cao hơn. Tuy nhiên cái ngưỡng này là ngưỡng chết. Bất kể bệnh nhân ở trạng thái yếu hay khỏe thì đều có thể hy sinh ở trong cái ngày phẫu thuật. Bởi vì ở cái ngưỡng này là cái ngưỡng hoàn toàn phụ thuộc vào công cụ nhân tạo. Còn chỉ một cái ngưỡng là có thể tự chiến đấu được. Nhưng rất rõ ràng cái phần âm của cái người được chăm sóc đầy đủ theo cái điều trị đa mô thức, ở trong đó có cái nhóm NST là cái nhóm dinh dưỡng hỗ trợ, cái đội dinh dưỡng hỗ trợ, thì cái khả năng là tự lên là cao hơn. Vậy thì nếu như cái phần diện tích ở cái gói không phụ thuộc này cao hơn, cơ hội sống sót cao hơn. Còn nếu như cái gì cũng ỷ lại vào là máy tốt, rồi hỗ trợ nhân tạo, rồi thì ECMO, rồi thì cái gì đấy á, chết. Cái gì không phải của mình, vĩnh viễn không bao giờ là của mình hết. Đơn giản có vậy thôi ạ. Và chính vì thế thì người ta đã khẳng định rằng là cái sự an toàn và thành công của cái nhóm mà được can thiệp trước phẫu thuật sẽ tốt hơn rất là nhiều. Về cái tập luyện chức năng phổi thì cái này thì ở đây là chuyên khoa rồi, thì người ta khẳng định ra là cái lập chương trình đấy là rất quan trọng, và thời gian thì cũng không cố định, cho nên bác sĩ hãy cố gắng để mà chọn ra cái ngưỡng nào nó thực sự là an toàn để quyết định cái thời gian. Thế thì nói chung là bởi vì ngày hôm nay là cái ngày nói về dinh dưỡng nên thầy cũng cho phép em tha một chút, em phải nói về dinh dưỡng nhiều lên vì ngày của mình mà thầy. Dinh dưỡng phải ăn thì mới tập được thầy ạ. Ăn này, tập rồi đúng không, nuốt tốt đúng không ạ, chén tiếp, chén nhiều hơn, chén sâu hơn vào cơ quan tổn thương, thôi lại tiếp tục tập thế, xong đến cái lúc thực sự mà an toàn rồi, uống được rồi nhiều lại uống, đúng không ạ, và cuối cùng chúng ta sẽ chiến thắng. Đấy là cái cách mà chúng ta phối hợp. Nói chung là không thực không vực được đạo. Cai thuốc thì người ta khuyến cáo là cai 4 tuần thầy ạ. Thế thì tí nữa em cũng nói ca ghép phổi cũng có cai thuốc. Cái ca đấy đúng là ca kỳ diệu bởi vì nó hội tụ. Rượu cũng phải bỏ. Bây giờ thì em nghĩ là không hiểu là có đúng không, nhưng mà chắc là tầm tuổi như bọn em thì rượu với thuốc thì cũng biết một chút thôi, chứ còn thì chắc cũng ít người nghiện, bởi vì rượu thì lái ô tô thì nó phạt, mà tiền thì ai cũng sợ. Thế còn hút thuốc thì bây giờ ở chung cư nó kín, nếu mà hút thuốc thì vợ đuổi ra ngoài, ra hàng lang, hàng xóm nó đuổi, không biết đi đâu cả, thôi phải bỏ thôi, thế là bỏ. Thế may em không hút thuốc, thì nói thế biết là hàng xóm cũng có, em nhắc nhở nhau khéo vài lần rồi cuối cùng là cả xóm cũng sạch sẽ, em vui lắm rồi. Điều trị thiếu máu là cái việc mặc nhiên, thế nhưng người ta khuyến cáo đừng có truyền máu, hãy dùng dinh dưỡng để điều trị thiếu máu bằng cách cung cấp protein và sắt. Hôm nay là chỉ có dinh dưỡng rồi à, ăn mà khỏe. Không nói cái gì khác cả. Thì xin lỗi các chuyên khoa khác. Hôm nay tớ là nhất. Và phải nhịn ăn cũng như là uống một chút cáp. Thế thì cái này thì để cho nó dễ nhớ thì thầy cô nhớ lại một chút này. Người ta có kháng sinh dự phòng. Người ta có chống đông dự phòng. Vậy thì uống carbon hydrate trước phẫu thuật chính là dinh dưỡng dự phòng. Với hai tác dụng. Đơn giản, năng lượng. Mà lại chả có gì tồn đọng hết vì nó ngấm dịch trong. Thứ hai, khẳng định nó điều hòa cái việc tiết hormone và khẳng định là sau phẫu thuật thì hormone trong tâm hoạt động tốt hơn. Như vậy, uống nước đường trước phẫu thuật chính là dinh dưỡng dự phòng. Chúng ta dùng một cái từ như thế cho nó khách quan. Anh có kháng sinh dự phòng, anh có chống đông dự phòng, tôi có dinh dưỡng dự phòng. Anh kháng sinh dự phòng mất 1 triệu. Nếu mà dùng cái loại tốt, loại rẻ dùng vài trăm. Anh chống đông dự phòng cũng mất tiền trăm. Tôi nước đường dự phòng 5.000. Tôi không là nhất thì ai nhất ở đây nữa. Nhất. Xin kết luận cái phần phân tích vừa rồi bởi một cái câu dẫn của một cái ông bây giờ cũng coi là cái ông khá nổi tiếng. Các thầy cô ạ, ông Wismayer là một ông đa ngành, đa nghề nhưng vốn là dân ngoại khoa. Giờ hàng sáng ông ấy phát ngôn ở trên Twitter. Và mỗi khi mà em bật mạng dậy là kiểu gì cũng có một cái tweet. Hình như tweet nó cũng là ma hay sao ấy. Nó cứ biết mình vào mạng nó nhảy vô rồi. Không hiểu đấy, em nghi bị theo dõi lắm. Thế thì sáng nào cũng tweet. Cái gì mới là anh ấy bảo là Aspen có cái gì mới, cái gì bên Ask có cái gì là anh bảo là Atmos. Thì ông ấy nói như thế này: đại phẫu mà đói thì ví như sau. Đại phẫu giống như chạy marathon, bởi vì cơ thể phải gánh rất nhiều áp lực, giống như cái stressor mà em nói ở cái slide đầu á. Và không một ai có thể tưởng tượng được rằng nếu mà chạy marathon với một cái cuộc chạy dài như thế, căng thẳng như thế, tổn thương nhiều công ăn như thế mà phải nhịn ăn. Hoặc không được uống trong cả cái đêm đó hoặc là cả cái buổi sáng hôm đó, bởi vì ngay nước Úc mà còn nhịn đến 12 tiếng tính trung bình ở cái bệnh viện IPA là bệnh viện gần như là số 1 của local Sydney, tức là nó gọi là phố cổ nội thành.
đừng nói là cái dân ngoại vi thì còn khổ hơn nữa, mà còn như thế. Thế nhưng mà chúng ta lại luôn bắt bệnh nhân làm như vậy. Hãy hình dung một ngày nào đó chúng ta cũng nằm trên bàn mổ, một cái căn phòng lạnh lẽo, những cái áo trắng lướt qua lướt lại, những cái kiểu cười không biết là người ta có chia sẻ với mình không, hay người ta đang dễu mình, và lại còn đói nữa chứ. Lúc đấy chị ước gì có cái điện thoại để mà lướt, ai cho cầm điện thoại bây giờ cho nó đỡ buồn. Đó là một cái sang chấn khủng khiếp luôn. Vậy thì nghĩ đến thế thì chúng ta sẽ biết chúng ta có nhiều việc phải làm. Vậy thì cái cân bằng dịch là một trong những cái mà em vừa mới nói. Chúng ta phải đảm bảo rằng là đủ dịch, nhưng luôn luôn nhớ là phải đủ, không bao giờ thừa. Còn trong phẫu thuật thì chỉ dùng đủ mà thôi, không được thừa dịch. Vì thừa dịch liên quan đến chống đông, thừa dịch liên quan đến những cái thiếu oxy mô. Các thầy đều biết khi mà loãng thì oxy mô bị thiếu, cực kỳ nguy hiểm. Do vậy là đủ, chỉ đủ mà thôi. Và phải theo dõi dịch rất là chặt. Phải theo dõi dịch rất là chặt. Thế còn là sau phẫu thuật thì hãy cố gắng khởi động đường miệng sớm nhất như có thể và giảm cái đường tĩnh mạch với cái mục đích là cân bằng dịch quay về không. Kỳ thực thì chưa bao giờ là có. Bệnh viện em thống kê hồi sức vừa rồi cũng không dám đo nữa. Khi dùng cái máy BA đo toàn thừa dịch từ 2 đến 3 lít thì nó không đo nữa. Nó bảo thế hóa bệnh nhân nào cũng thừa. Thì chẳng nhẽ mình nói là đúng còn gì nữa. Nó không đo nữa, nó bảo ôi thế thừa nhiều quá. Thôi thừa 1 lít là tốt rồi. Chứ còn nó toàn thừa 3 lít không à. Thừa nhiều nữa đấy thầy ạ, nếu mà dùng thì nó sợ quá, nó không dám dùng cái máy Mantrol nó đo nữa. Thế và cái dùng dinh dưỡng của cái đường miệng chính là một cái giải pháp cực kỳ tốt. Không bao giờ tìm được một cái dịch có đủ năng lượng nếu chúng ta chuyển tĩnh mạch, nhưng với đường miệng, đường tiêu hóa chúng ta sẽ đạt được vấn đề đấy, dịch đủ và đủ năng lượng, tức là 1 kilocalo ở trong 1 ml. Còn đường tĩnh mạch mà tốt lắm thì cũng chỉ được khoảng 0.5 kilocalo trong 1 ml. Đấy là cái lợi thế không thể so sánh nổi được của cái dinh dưỡng đường tiêu hóa. Cái này thì em vừa mới phân tích rồi. Những cái khâu khác thì em kể tên thôi chứ không dám phân tích, bởi vì nói thế thôi, ngành nào của mình thì mình nói, cái gì không có của mình thì mình nhắc đến, rất tôn trọng. Nhưng mà em biết tên bác nhưng em không biết bác là ai. Tiền mê, dự phòng tắc mạch, kháng sinh dự phòng chuẩn bị ra, rồi chống hạ thân nhiệt, rồi quy trình gây mê chuẩn, kỹ thuật xâm lấn tối thiểu, chống nôn, vận động sớm. Dẫn lưu ngực thì như em vừa mới nói, người ta giảm thiểu cái số lượng dẫn lưu, và thậm chí là cái số lượng dẫn lưu khi 450 ml người ta cho phép là rút bỏ đi. Đấy là một trong những cái đúng là nghe thì có vẻ sửng sốt, nhưng người ta đã dựa trên tài liệu đồng thuận và xong một nhiều năm thì người ta mới đưa ra được cái kết luận thế. Và kể cả thông tiểu, người ta khẳng định rằng là kể cả tê màng cứng, cái hiện tượng bí tiểu là phổ biến, nhưng không có lý do gì mà tất cả các bệnh nhân đều phải đặt dự phòng sẵn một cái ống thông tiểu. Không có lý do gì cả. Không có lý do gì cả. Và người ta khuyến cáo là không nên lạm dụng cái việc đó. Và sau đây sẽ là một câu chuyện tranh luận của các nhà khoa học, các đại đao. Các đại đao sau khi làm một hồi đủ số liệu sẽ viết bài. Viết bài xong thì muốn có số má thì phải tạo ra cái mới để đăng, để khoe. Và đao này khoe, đao kia sẽ chém lại. Bây giờ chúng ta xem là hai đại đao ở hai đất nước khác nhau chém. Một ông ở Hàn Quốc, một ông ở Thổ Nhĩ Kỳ. Hai ông đều đại đao, bởi vì sau khi tìm hiểu cái lịch sử khoa học thì hai ông điểm trích dẫn của nó đều là 50, thì cũng là cái điểm cũng không phải đùa. 50 tức là nếu như mà chia những cái bài kém hay là bài trung bình thì tối thiểu cũng phải có trên 10 bài tốt mới được điểm 50. Thì xem họ cãi nhau thế nào. Ông này là ông Park ở Hàn Quốc, sau khi làm một hồi ở trên cái phẫu thuật cắt khối tá tụy, cũng là hàng đau đau lớn ấy, thì mới dám làm cái việc này chứ không phải là hàng đau bé. Đau bé thì lương ngơ chỉ dẫn lưu, nhưng mà ông ấy thì ông đã đau lớn. Và ông ấy khẳng định rằng là gì? Cái việc mà đặt cái sông dạ dày để mà giảm áp đấy có thể bỏ được nếu như mà anh chuẩn bị tốt. Một câu kết luận khủng khiếp. Làm trên đường tiêu hóa mà không khuyến khích đặt sông mũi dạ dày. Đúng không ạ? Đăng một cái lập tức là nhận ăn đáp trả ngay, xem là họ ném nhau như nào. Lập tức, bác kia ở đất nước Thổ, bác Test là ở Thổ Nhĩ Kỳ. Bác này cũng khá, tí nữa các thầy sẽ xem về cái lịch sử khoa học của em nó phải tìm. Bác ấy nói rằng là gì? Xin thưa với ngài Park là cái việc mà đặt cái sông mũi dạ dày đấy bây giờ nó thành thường quy và đã được chứng minh nhiều năm rồi. Nhiều năm rồi. Và cũng xin thưa với ngài rằng là chúng tôi cũng đã phải mất rất nhiều những cái thực nghiệm để khẳng định rằng nó đủ tốt thì chúng tôi mới làm. Chứ chúng tôi cũng không phải là cái người dễ tin gì đâu. Mà chúng tôi ai cũng đặt, chúng tôi cũng không phải là người không có một cái bộ phận điều khiển đâu mà làm thành cái thói quen. Nhưng chúng tôi đã phải nghĩ rất kỹ thì mới làm. Thế còn bây giờ ông lại khuyên như thế thì
thì là thế nào đây? Và câu thứ hai mới là câu trả lời rất là nhẹ nhàng nhưng mà thâm thúy. Y học bằng chứng rất quan trọng. Tuy nhiên cái điểm yếu của y học bằng chứng là những cái thí nghiệm mà các ông đưa ra để đưa ra cái bằng chứng đấy, nó chẳng giống cái tôi làm thực trên lâm sàng thế nào cả. Nó ở trên mây, ông ảo, ông đến mà khuyên những cái người ở khoa phẫu thuật thực hành chuyên mổ ở trên động vật. Ở đây là người, nó khác hoàn toàn. Tôi nói cho ngài biết là như thế. Và mặc dù là tôi cũng như ngài cũng biết đọc, biết viết, đọc hàng ngày, nhưng tôi này vẫn dùng cái sông đấy hàng ngày nhá. Tôi nói cho ngài biết tôi vẫn dùng. Ngài có viết nữa tôi cũng vẫn cứ dùng. Mà tôi với ngài đều là phẫu thuật viên đằng đại đao. Cái cho là giàu có hay tiền nhiều đi cũng không chơi biết ai. Và tôi cũng khẳng định luôn nhá, ngài cảnh giác, ngài đừng có cố viết thêm hay là nói thêm nữa. Vì thay đổi những cái thói quen trên lâm sàng đấy nó khó hơn nhiều so với cái việc thầy ngài thay đổi cái giấc ngủ của ngài. Báo đăng quốc tế mà nó mắng nhau rất nhẹ nhàng. Báo Tây đấy thầy ạ. Và tôi hỏi ngài câu chốt hạ, ngài đi khuyên người ta nhưng ngài có làm không? Tôi hỏi ngài có làm ở trên cái bệnh viện của ngài hay không? Ôi trời ơi, đọc bài vui quá. Bây giờ chúng ta xem là ông Park ở cái xứ sở lạnh lẽo kia nghĩ gì để đáp trả lại ông Thổ Nhĩ Kỳ. Nó ném mình ném lại. Bây giờ thì ông ấy ném. Và cũng mong là cái lời cuối cùng của ông Park cũng là cái lời khuyên dành cho tất cả các thầy cô ở đây. Tôi đồng ý là chúng ta dùng cái sông mũi dạ dày trong nhiều năm rồi. Điều đấy thì không ai cãi được. Tôi đồng ý. Tuy nhiên những cái bằng chứng bây giờ người ta đã khẳng định rằng nếu như ngài chuẩn bị tốt thì ngài có thể không cần cái sông đó. Chứ tôi không nói rằng là ai cũng vậy. Ý là gì? Nếu mà áp dụng ERAS tốt thì bỏ được sông. Câu chuyện tôi không nhắc đến cái vế đầu mà tôi nhắc đến cái vế cái sông thôi. Ông chị đông chém đúng cái sông của tôi. Tôi bảo là chuẩn bị tốt đi thì giảm thiểu những cái thứ đấy. Và ngay ở chỗ bệnh viện của tôi thôi thì cái tỷ lệ dùng sông nó ít lắm. Chứ không phải là tôi không làm. Chẳng qua là tôi chuẩn bị rất tốt. Không biết là ngài chuẩn bị thì thế nào. Ông này điểm cũng 35 điểm, cũng là cũng hạng cũng có số giáo sư về tiêu hóa. Và tôi cũng đồng ý với ngài, đúng là thay đổi những cái gì chúng ta làm trên lâm sàng đấy nó khó hơn là cái việc thay đổi giấc ngủ. Đúng đấy, ngài nói rất là chính xác. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta không dựa trên y học bằng chứng, dựa trên những guideline đồng thuận quốc tế, thế chúng ta không thay đổi à? Thế 10 năm sau chúng ta vẫn thế à? Ông với tôi vẫn thế à? Trong cái đó triết học người ta bảo rằng là không có ngày nào giống ngày nào cả. Không có ai tắm hai lần trên một dòng sông. Thế tôi với ông không học à? Không tiến bộ à? Đúng không? Và cuối cùng, hãy cố mà chủ động lên. Hãy thay đổi đi. Hãy ứng dụng đi. Hãy đưa vào thực hành đi. Số má của ông sẽ tăng lên. Lời khuyên cuối cùng. Ông chê tôi, nhưng tôi lại hỏi lại. Thế ông có muốn tiến bộ không? Và đấy là lời khuyên tôi muốn nói với tất cả các thầy cô. Chúng ta luôn mắng nhau, mày thì biết cái quái thì đây ngành của tao. Mày nói đi, mày nói nữa đi. Việc làm là việc của tao. Mày ghi đi, mày ký đi. Việc làm là việc của tao. Lâm sàng toàn thế. Hội chẩn hồi xong làm gì không hề biết à? Có ai báo sau hội chẩn làm gì đâu. Chứ bây giờ chúng tôi có những ca nặng phải cho vào nhóm riêng bệnh nhân A và lập cái nhóm Zalo đấy cho đến khi nào bệnh nhân ra viện. Với xóa bỏ cái nhóm ấy đi để khẳng định. Không được nói điều. Nói là phải làm. Giáo sư Quyết thường xuyên nhảy vào những cái nhóm đấy một cách ngẫu hứng. Tức là nếu mà đã theo thì tức là anh em sợ là cố mà là thật tốt. Nhiều khi chả hóa ra là lãnh đạo phải làm cảnh sát. Thế để mà xem anh em nó làm gì. Như chị Tâm ấy, chị phải làm cảnh sát. Hoàn toàn nó cần điều, nó cần cả cái. Nghe buồn cười. Thế thì tôi nói thế để thầy cũng biết là thôi cũng nhiều khi cũng phải làm cảnh sát khu vực để biết. Vậy thì cũng xin kết luận sơ bộ về cái phần này. Thì những cái khuyến nghị mà người ta đưa ra đều có bằng chứng. Và khi chúng ta khẳng định rằng là nếu chúng ta làm tốt dựa trên một câu chuyện hoàn chỉnh, đó là có chuẩn bị, có can thiệp, có đánh giá và có theo dõi, thì chúng ta sẽ tốt. Chứ đừng áp dụng nguyên cái gì không có một cách dễ dàng. Nó hoàn toàn phụ thuộc vào cái tình huống lâm sàng mà chúng ta có. Chúng ta sẽ có quyết định tốt hơn. Và chính vì thế lâm sàng là một cái thứ gì đó cực kỳ tuyệt diệu. Không có bất kỳ bệnh nhân nào giống nhau cả. Và mỗi một ngày đến bệnh viện, mỗi một ngày đến gặp lại chính cái bệnh nhân đó, chúng ta lại có một bài toán mới. Vậy thì nói một câu nữa để các thầy cô cũng biết. Thực ra lâm sàng là cái gánh nặng rất nặng nề. Tuy nhiên như bản thân em, nhiều khi cũng khó chịu lắm. Bởi vì giống như mình bị ăn cắp ấy. Dậy từ lúc 4 rưỡi, ra khỏi nhà lúc 5 giờ, đến bệnh viện lúc 6 giờ kém và làm việc đến 7 rưỡi tối. Không còn cái gì cho gia đình nữa cả. Nhưng vẫn cứ phải luôn luôn nói như A Quy ấy. Đi làm thì mong hết giờ để được về. Và đi ngủ thì mong trời nó sáng được đến đi làm thôi. Khi nào nó còn cái vòng xoắn đó, cuộc đời vẫn còn happy. Chả biết làm nào cả. Chứ còn đúng là như bị ăn cắp.
ăn cắp hết mọi thứ của bản thân. Và những cái khuyến nghị này thì người ta đã nghiên cứu rất là kỹ, và cái lợi ích của IRAD đấy được chứng minh ở tất cả các chuyên khoa, nhưng sớm và khởi điểm chính là từ cái phẫu thuật tiêu hóa và sau đó là những chuyên khoa khác. Cái khuyến nghị này thì nó thực ra là nó rất có ý nghĩa, và nếu như mà bệnh viện mà muốn làm thì em nghĩ là cũng phải có công tác chuẩn bị rất là kỹ, thì cũng nói luôn cái thực trạng để các thầy cô thấy là nó đang nằm ở đâu ở Hà Nội. Hiện tại ở Hà Nội duy nhất có bệnh viện VinMec làm IRAS. Thế em mới hỏi chị Mai, trưởng khoa dinh dưỡng, thế làm sao chị làm được? Câu trả lời như này, các thầy cô hết sức bình tĩnh để nghe câu trả lời. Có 3 yếu tố để làm IRAS. 1, số lượng bệnh nhân phải ít và nhân viên phải nhiều hơn để có thể chia làm việc đúng các chuyên khoa lẻ. Thứ hai, bệnh nhân thuộc về cái nhóm là có điều kiện theo được cái IRAS, bởi vì IRAS rất tốn kém. Và sau đấy thì cái toàn bộ cái cơ sở vật chất của viện đó đã phải có cái ý định ngay từ đầu là phải theo IRAS, và công nghệ thông tin phải cực kỳ tốt. Nếu không hội tụ chúng ta không thể làm nổi. Vì sao? Làm xong báo cáo ngay và người ta trả lời ngay là đúng hay không, người ta thống kê hộ. Nhưng hộ đột quỵ họ bây giờ họ cũng làm thế, làm can thiệp và có thời gian vàng, lập tức chấm điểm. Thế là cả thế giới là thế giới phẳng, không có ai hơn ai cả. Nhưng mà là em dành ít phút còn lại để nói về cái ca ghép phổi. Báo cáo với thầy thì năm 2016 thì 103 đã có một cái quyết định cũng hết sức là mạnh dạn là làm ca ghép phổi đầu tiên. Thì khi mà tìm bệnh nhân thì cũng định hướng tìm đến bệnh nhân nhi, bởi lẽ là ghép trên nhi thì cái khả năng thành công nó khá là cao. Và làm thế thì em được giao cái nhiệm vụ là sẽ chăm cái bệnh nhân này từ trước phẫu thuật, trong và sau phẫu thuật. Thì bây giờ là đến năm thứ 5 bệnh nhân vẫn ở trong bệnh viện. Có lẽ 103 là một cái bệnh viện hiếm khi mà giữ bệnh nhân từ lúc vào cho đến bao giờ chẳng biết. Bệnh nhân ghép tụy thận thì cứ 1 tháng sống 1 lần và dinh dưỡng vẫn có việc để làm. Bệnh nhân ghép gan thì làm tại bệnh viện. Bệnh nhân ghép phổi đầu tiên của Việt Nam thì hiện nay là xin cho đi học ở Hà Đông, mẹ để cho làm ở bệnh viện để mẹ nuôi cháu. Và 5 năm nay, ngày 3 bữa đến gặp bác Minh để mang suất ăn về, cấm ăn ngoài. Thằng bé nó khôn lắm thầy. Bác Minh, chào bác, gì đây? Cháu hết sữa. Nó biết gặp em là không đói. Bệnh nhân cái lúc mà 2016 mà đến thì hồi là cháu 6 tuổi, sau thì 2017 thì là 7 tuổi. Thì một cái tiền sử là ho khạc thường xuyên, đó là một cái bệnh mãn tính, và 7 tuổi nhưng mà chỉ cao có 95 cm và nặng 10 cân, BMI là 12. Chị Tâm cứ tưởng là mình chị có 12, em cũng có BMI 12 nhá. Nhưng mà nó còn bé hơn. Ấy. Khó thở, mức 4 chắc là mức cao rồi, và viêm đủ thứ, gần như là nằm viện triền miên. Sau khi tuyển chọn thì tìm ra được 2 người cho là ông bố 28 tuổi và ông bác. Tuy nhiên, ông bác nghiện thuốc và sẽ phải đưa vào chương trình để bỏ thuốc. Còn ông bố thì lại không nghiện. Nhìn cái phổi như này, em không phải dân phổi, nhưng mà em nhìn thấy cái phổi nó không bình thường. thấy nó có nhiều hang, nhiều ống. Em thấy nó chả còn cái gì là phổi. Đấy là phổi của cháu bé. Thì các chuyên gia nói là gần như nó không còn chức năng. Và nó tím thường xuyên mà, không còn chức năng nữa. Đúng là nhìn rất là thương. Thì suy dinh dưỡng độ trên 3 cho máy nó báo là hết tính rồi. Thì buộc phải cải thiện dinh dưỡng, còn ông bác thì phải cai thuốc. Thì cái mức năng lượng thì em căn cứ vào cái hướng dẫn của Hội Nhi Khoa và Hội Dinh Dưỡng Đức. Bởi vì học ở Đức và em cũng yêu nước Đức, ủng hộ công thức của Đức. Tính thì dựa trên phần mềm tính chuẩn, nó gọi là AnthroHu, là miễn phí nó cho sẵn cho bệnh nhi. Thì tính rất là dễ, tính tất cả các chỉ số chuẩn, nên là theo chỉ số Z và dựa trên phần mềm. Và cái việc mà quyết định ăn thì cũng rất là dễ. Nếu mà ăn được thì em sẽ cho bổ sung ONS sớm. Còn nếu mà không ăn thì dùng tĩnh mạch. Nhưng mà rất là may, nó là một cái cháu bé dân tộc. Cái khả năng sinh tồn của nó kỳ diệu. Kỳ diệu, không thể tưởng tượng nổi được. Nó sinh ra có 6 ngón chân và 6 ngón tay. Thì ở xóm đây nói là cái đứa đấy không bình thường. Người ta đã muốn cho nó chết rồi. Thế nhưng mà nó vẫn không chết. Nó không chết. Đấy là một đứa bé kỳ diệu. Thầy các thầy sẽ xem về sau này. Và cái trước phẫu thuật thì em đã can thiệp kích trần để cho cháu chạm mặt đất, tức là cái điểm BMI Z ấy, là chạm vào không. Lúc đấy thì các chuyên gia đồng thuận là sẽ chiến đấu. Chứ còn nếu mà không mà điểm âm thì không được chiến đấu, bởi vì sợ là khả năng thất bại, thì cũng mất 2 tháng để làm cái việc đó.
Phương pháp ghép thì nói sơ bộ tức là người ta lấy mỗi một ông một thùy bên dưới của bên phải và ghép vào, và thời gian phẫu thuật là 10 phút à 10 giờ. Những cái dự kiến về cho ăn thì các chuyên gia của Nhật nói rằng đầu tiên là ăn gel, sau đó thì ăn hỗn độn, rồi ăn băm nhỏ, rồi thì ăn miếng, rồi thức ăn food, và mức năng lượng thì cũng không rất đặc biệt. Tuy nhiên câu chuyện khi mà phẫu thuật hoàn toàn khác so với dự kiến, khác đến mức độ người Nhật không có việc để làm, không có việc để làm. Đưa cho cái miếng gì nó ngửi một cái, nó bảo đồ này không phải của cháu, không ăn. Hóa ra là nói như là dân gian mình vẫn nói đấy, tức là con mèo thì thích ăn con cá thì thích ăn con giun. Ai thích ăn cái gì mình phải tìm về cái đấy để cho người ta, chứ còn mang đồ của Nhật sang đây nó từ chối 100%, lắc đầu cả ra ngay. Thế là Nhật xách ba lô quay về, dinh dưỡng có việc để làm ngay từ lúc đầu tiên. Các thầy thấy đấy, mặc dù phải dựng nó dậy thì nó mới chịu chụp ảnh, nhưng mà trông cái mặt nó tím. Rất may là cái màn của thầy rất là đẹp, cho nên là nhìn nó màu nó thật, nó tím. Và nói chung là lúc đấy sức sống của nó rất là kém, phải nịnh nó, rồi động viên, rồi các chuyên khoa cùng nhảy vào, đích thân trưởng khoa nhi lên nịnh cháu hàng ngày. Nói chung là tốn người khủng khiếp, cả bệnh viện chăm một bệnh nhân. Thực phẩm thì rất may là có cái nó chưa từng được ăn nhưng nó thích, cá hồi. Em thích, em ước ăn cá hồi. Cá hồi lạng có 50.000, bao nhiêu đâu mà ngày 3-4 lạng, 2-3-6-700, có gì đâu, bệnh viện lớn mà, đúng không ạ? Và ONS thì là em quyết định là dùng peptide và whey, thì một ngày 3 sớp. Lúc đầu là cho cháu 1 sớp, cháu uống như chưa từng có cái gì trong bụng, tăng lên 2 sớp, cháu uống cũng chưa từng có trong bụng, cuối cùng là để cháu uống thả phanh 4 cốc. Trời ơi, ở sao thế mà, ở chỗ cháu chưa bao giờ được uống sữa. Cháu dân tộc. Cảm ơn bác, cháu nhớ bác cái tận ngày hôm nay, chào từ xa, bác Minh, cháu hết sữa rồi. Và khi mà can thiệp thì đây cũng là một điều kỳ diệu. Em hỏi ở đây có ai làm khoa nhi không ạ? Đâu ạ? Chị đứng dậy, tôi nói chuyện với chị một chút. Nhi kỳ diệu lắm. Ôi, chị tuyệt vời, quá tuyệt vời. Trưởng khoa nhi mà đến đây thì giờ của chị là vàng ngọc. Chị có biết là một bệnh nhi bình thường nếu như chọn mức năng lượng mà can thiệp thì chọn bao nhiêu kilocalo trên 1 kg trên 24 giờ không ạ? Báo cáo với thầy, thực ra là vấn đề dinh dưỡng cùng chúng em vẫn không quan tâm quá, quan tâm đến, cho nên là chỉ có chữa bệnh và chẩn đoán chữa bệnh, cho nên là hôm nay cái bài giảng của thầy hôm nay, từ hôm nay trở đi chúng em sẽ tiếp thu ạ. Thấy hay quá đấy. Và chị hứa một điều như này thôi. Em bây giờ cũng cũ rồi, cũng chả cũng không được trông vỏ vậy thôi, nói cũng cũ rồi. Thôi chị phải nói thật nhé. Vâng ạ. Nếu mà thật thì em sẽ sang với chị luôn, không phải nghĩ ngợi gì đâu. Em là bộ đội mà lại còn sĩ quan nữa nhé, nói là làm, không đùa. Em thượng tá rồi, không phải đùa đâu. Bệnh nhi bình thường ấy, người ta chọn cái ngưỡng là 100 kilocalor trên 1 kg trên 24 giờ. Như vậy nếu như mà tính ở trên ngay cháu bé này 10 ký, tức là mình cung cấp 1.000 ca đúng không? Nhưng mà trên thực tế để nói với chị, xin lỗi chị tên là gì ạ? Em là bác sĩ Ngoạn ạ. Ông trông chị chắc phải cứng hơn em, cho chị là chị đi, chị, vâng chị Ngoạn nhá. Vâng ạ. Chị nghe này, nhi nó kỳ diệu vô cùng. Mình cho nó 1.000, nó nói rằng là cái suất đấy không thấm gì so với nó hết. Mình tăng lên 1.500, nó bảo là cháu vẫn ăn được. Tăng lên 2.000 vẫn ăn được. Cuối cùng chị biết không, có những lúc, có những ngày happy luôn đấy, ăn mà cũng không chướng, ăn vẫn chạy nhảy luôn. 2.800 ca một cái đứa 10 cân. Nhi nó kỳ diệu vô cùng luôn. Chị đừng chê nó, chị đừng coi nó là một cái gì đấy. Nó cực kỳ kỳ diệu. Và em mong chị hãy dành những cái phút liếc qua một chí, hỏi đúng hai câu thôi. Cháu có muốn ăn nữa không? Cháu có thấy đói không? Nó sẽ trả lời đúng cái đích mà nó cần luôn. Nếu không nó quẹ ngay, chị biết thừa, chị nhét mồm con chị mà nó thừa nó quẹ luôn đúng không? Con nhà mình thế thôi, mẹ nhét cho con trước khi đi giờ, cố được quả chuối tưởng happy nó quẹ cho bằng sạch. Thế là điên từ sáng đến tối. Hôm nay bao nhiêu công mình nó đổ hết xuống đất. Hỏi nó chứ, mà nuôi con mãi mà. Bố phải đứng bên cạnh. Không biết ở nhà chị nào, nhà em là mẹ là nhất, con là nhì, bố là bét. Không dám động vào, nó đánh con, nó làm gì, đó là quyền của nó. Đừng có động vào, kệ nó cho quyền của nó hết, kệ nó. Chỉ quý cái hôm mà nó chuyển lương qua tài khoản thôi. Mình bắn xong là mình hết nhiệm vụ. Thế thôi, không ai tí nào cả. Nó bảo là, mày đi về muộn gì? Được.
đi làm gì? Quan hệ ABCD kể làm gì? Bảo nhớ nhé. Nếu mà hiệu quả thì đi, không hiệu quả thì ở nhà với tớ nhé. Thế thôi, buồn cười lắm mà. Thế thì báo cáo với thầy, em nói là có những ngày lên 2006 này. Một cái cháu 10 cân mà ăn 2006. Mà thật với thầy là em trừ bì rồi đấy, chứ không bảo là cái thằng này không biết tính. Trừ bì là trừ hết, hao hụt rồi, 2006. Đừng chê trẻ con, nói là mày chỉ ăn thế thôi. Không, hãy hỏi nó từng ngày một. Lên lên xuống xuống rất là việc của nó. Và ai cũng mong cái lúc nó tốt đẹp. Lúc nó mổ ngày một ngủ lia bì như thế, ngày thứ hai nó thích điện thoại, may quá, mỗi người đều có điện thoại cho nó ngó tí, tỉnh ngay. Thằng bé ở trên kia chưa có cái. Phải. Thank you các chú dạy cháu dùng iPhone rất tuyệt vời. Cháu thích cái trò này, bấm nó lại nhảy cháu chú ạ, thích lắm. Xong, thế là thích. Ông Kobe, kiếp trưởng kiếp BMA hồi sức, giáo sư Kobe là một người nổi tiếng. Hơn em có 2 tuổi thôi nhưng mà giáo sư rồi. Điều dưỡng trưởng này, mẹ cháu bé này, bác sĩ hồi sức này, em đây. Ông này là ông một bác sĩ cũng trẻ lắm, đáng yêu lắm, không biết nhớ tên ở gì, bằng Nhật tên nó cứ giống nhau, mà giống nhau, khó nhớ. Thế mà xét nghiệm thì báo cáo với thầy là thôi, không nói đến xét nghiệm thì cũng vô lý, nhưng mà nói để biết thôi, nếu như chúng ta kiểm soát tốt cái panel viêm, thì xét nghiệm sinh hóa máu là có ý nghĩa. Còn lại hãy luôn nhớ, mỗi khi xét nghiệm sinh hóa máu với cái mong muốn đánh giá can thiệp dinh dưỡng, hãy xét nghiệm kiềm kèm theo protein viêm. Nếu không chúng ta đánh giá sai ngay lập tức. Còn lại lâm sàng cực kỳ quý, đừng bỏ qua lâm sàng. Thậm chí bảo hiểm y tế còn chấp nhận cái việc nếu như mà có ghi bệnh trình thì được truyền albumin, không dựa vào xét nghiệm, lợi dụng để mà dùng thôi. Mình có quyền mà, mình phải áp dụng lâm sàng hết cỡ, bảo hiểm xuất toán mình sao nổi. Và trong cái huyết học thì có một cái mà khi làm ở cháu ghép phổi này thì em để khuyên cáo khác một chút so với bình thường. Các thầy thấy đấy, cái đường trên cùng này là lympho. Và trong xét nghiệm sinh hóa máu với cái mục đích đánh giá miễn dịch liên quan đến tàng trình dinh dưỡng, các thầy cô hãy để đến lympho. Lympho cực kỳ quý. Nếu mà lympho mà lên, đấy chính là cái sự đồng thuận rất tốt. Vì đó chính là miễn dịch. Còn là những cái khác ý nghĩa nó cũng có, nhưng chúng ta phải phiên giải khá là khó. Ai cũng nhăm nhăm vào đạm, rồi thì albumin, rồi thì mấy kia. Thế nhưng mà em vẫn nói với lại các khoa, đặc biệt là khoa hồi sức, nếu vội mấy thì vội, anh làm cho tôi cũng tư máu ngoại vi đủ tốt để phiên giải. Hãy tin tôi đi, có 30.000 thôi nhưng mà đủ tốt để phiên giải. Đừng bỏ qua công thức máu ngoại vi rất tốt để mà đánh giá, đặc biệt liên quan đến miễn dịch. Và cái nồng độ cyclosporine, tức là cái thuốc chống miễn dịch đấy, cũng là một cái rất quan trọng. Thì có một cái tai nạn xảy ra ở ngày thứ 14, tức là 2 tuần sau phẫu thuật. Thì tự nhiên nồng độ đang là 16 tăng lên 37. Về sau thì mới soi lại cái lịch trình, hóa ra là bình thường thì mỗi ngày ăn 1 quả quýt. Ngày đấy em mới làm thì đọc thì cũng vừa thôi. Cái 6 năm rồi thì cũng chỉ thấy là người ta bảo là ghét thì không được ăn bưởi, không được ăn nho. Không có ai bảo cấm quýt cấm cam đâu. Thằng bé vô tư cho cả cân quýt lên. Cháu hôm đầu cháu rón rén nhặt 1 quả, sau không có bác nhặt luôn 3 quả. Thích quýt. Bệnh viện thật tuyệt vời. Bệnh viện có những cái mình chưa từng có. Bệnh viện có cá hồi, bệnh viện có quýt, bệnh viện có sữa để uống. Tôi yêu bệnh viện. Và lập tức là tai nạn. Thế lập tức là bọn Nhật nó mới gào lên ngay, mặc dù nó về rồi. Nó bảo là dừng tất cả lại, check cho tôi hồ sơ, lỗi nằm ở đâu. Thế xong ông Kobe ông bảo tôi chết rồi, mình ơi, quýt. Tao không biết là nó ăn quýt. Mày dừng lại ngay. 3 ngày sau thì quay về 18 và dần dần lùi 7. Từ đấy cháu bé vĩnh viễn không được sờ vào quả quýt. Có thế thôi, ai bảo ăn lắm. Ăn ít thì được tha, ăn nhiều thì bị phạt. Và đây là những cái đánh giá của bên phổi họ gửi cho, thì họ khẳng định là phổi nở rất là tốt. Thì những cái bàn luận thì em xin phép nói ngắn gọn như thế. Thứ nhất là bệnh nhân cần phải can thiệp trước phẫu thuật, bởi vì chúng ta đánh giá thấy cái tình trạng suy dinh dưỡng rất là nặng. Rồi có thể do nhiều nguyên nhân, nhà nghèo rồi bệnh rồi thì chăm sóc gia đình, tiền đâu để mà dùng những cái thứ thế. Con nhà mình ở đây thì sẵn sàng bịt mồm lại cho nó, ở trên đấy thì người lớn ăn còn chả đủ nữa là trẻ con. Kệ, sống thì sống mà chết thì chết. Thế là cuối cùng là nếu mà nó sống được đến cái lúc đấy với cái bệnh nặng như thế, mọi người đều khẳng định luôn nó là sự kỳ diệu của tạo hóa. Và bài học rút ra là phải chuẩn bị cái khẩu phần ăn theo đúng khẩu vị của nó, vì nó là người dân tộc. Dứt khoát không chịu ăn cháo, nó bảo là vừa mới mổ ngày thứ hai, ngóc đầu dậy cái là cho cháu ăn cơm. Thế ăn cơm cái gì? Cháu muống. Ôi giời ơi, ông ấy, trong tiềm thức của ông ấy là cơm và rau.
thịt thì cháu thích cái gì? Nói mỗi câu cháu không ăn thịt băm. Thịt cái thằng cu này là phải thái đúng ba ngón tay, mỏng. Nó bảo rằng là về sau mẹ nó mới nói là nếu như nó không nhai, không bao giờ nó nuốt cả. Phải cho nó miếng đủ to để nhai. Trời ơi, bây giờ là câu chuyện là phúc chủ lộc thầy. Chẳng cần phải nịnh, cháu cũng nhai. Thế là tự nhiên bác sĩ dinh dưỡng được. Thơm lầy, cũng có bảo nó cái gì đâu, nó tự nhai đấy chứ. Nó đòi ăn đấy chứ, có khuyên nó câu nào đâu. Nhưng nói thôi thầy ạ, bọn em mang ơn cái bà mẹ của cháu vô cùng. 5 năm xa chồng, chồng vẫn ở trên quê, trên Hà Giang. 5 năm xa chồng mà hy sinh mọi thứ xuống chăm con. Bây giờ thì xuống Hà Đông lâu thì biết ăn mặc đẹp, cũng biết dùng Zalo, xong cũng chụp ảnh khi mà môi son lên để khoe. Ê, anh em mới bảo là thế Tâm ơi, thế xuống đây có thích không? À, cũng tên là Tâm, xin lỗi chị Tâm. Em không gọi chị nhá. Ai biết đâu đấy. À, Tâm ơi xuống đây có thích không? Không nói gì cả. Các bác đừng hỏi em vậy, em buồn lắm. Em phải xa xóm em phải xa cái cây nhà em phải xa chồng em buồn lắm. Em xuống đây là vì con, chứ em mong có ngày em được về. Có năm về có 2 lần là hè và Tết, vì cháu nghỉ học, nghỉ hè, nghỉ Tết thì mẹ mới được về. Thế mọi người mới hỏi câu không thể đơn giản hơn được nữa. Thế sao chồng mày không xuống với mày? Chồng em say xe, nó nhìn thấy xe nó lăn đành rồi, nó say xuống sao được. Khổ. Một người phụ nữ 30 tuổi, hy sinh tất cả vì con, xuống chăm con phải xa chồng. Đấy là bà mẹ Việt Nam anh hùng. Đấy mới là người phải cảm ơn cho câu chuyện này, vì không có nó, ai chăm thằng này? Bác sĩ nào chăm? Bác sĩ Nhi cũng làm hàng thế thôi, bác sĩ dinh dưỡng cũng chỉ đưa thế thôi, chứ thì chăm nó làm sao được. Mẹ con nuôi nhau là chính. Câu chuyện em nói với thầy, muốn có được một chút kết quả, nó là tổng hợp, thậm chí nó là số phận. À, để sau phẫu thuật mà nó được như thế thì rất là mọi người rất là cố gắng. Cái chiến lược sau phẫu thuật thì như em nói với thầy là phải là một cái nhóm chặt chẽ, phẫu thuật viên, nội hô hấp, nhi khoa, dinh dưỡng và lịch trị liệu, tất cả đều phải tham gia vào, không quản khó khăn. Không quản khó khăn, bận như thế mà nó chỉ cứ nhỡ mồm nói mỗi câu thôi. Nó bảo là hôm nay cháu muốn đi bộ bên vườn hoa, bên học viện. Học viện nó có cái vườn hoa đẹp mà. Thế là thôi, điều nguyên mà cái ô tô đón cháu từ hồi sức sang học viện, đi bộ 3 vòng quanh đại giảng đường, xong bắt đầu lên ô tô quay về, mà nguyên trưởng khoa đưa đi. Mà có ai to hơn nó không? Chắc phải ủy viên. Chiều vô cùng luôn, đúng không? Chiều vô cùng luôn. Và thầy ạ, lý liệu của em tuyệt vời lắm. Người ta phát hiện là cái thằng này có một khả năng giữ thăng bằng cực kỳ tốt. Nó nằm ở trên giường một đống ống trên người mà nó tung được quả bóng liên tục trong vòng 10 phút. Chứ chả phải là phúc chủ lộc thầy sao? Có ai dạy nó đâu. Bản thân nó có khả năng tồn tại cực tốt, và bây giờ mình chỉ khơi gợi nó dậy mà thôi. Nó phục hồi nhanh không tưởng tượng nổi luôn. Một tuần sau nó như một người đứa bình thường mà ghép phổi. Không ai tin luôn. Ngày thứ 7 nó đi rồi. Mặc dù trông mặt ông thì đúng là không còn cái gì cả, thế mà ông vẫn đi. Nói chung là nó là một cái ca thành công ngoài mong đợi. Và sau 12 tháng thì mọi cái xét nghiệm được rất là tốt. Thì tiếp theo thì cái bài học kinh nghiệm mà như em vừa mới nói, sau cái về năng lượng thì chúng ta phải rất là lưu ý. Thì về cái chuyện tai nạn ấy, thì về cái chỗ quả quýt ấy, thì về sau em đọc thêm tài liệu để báo cáo với thầy là không phải là chỉ đơn thuần là quýt, mà toàn bộ cái nhóm mà tiếng Latin là citrus, là quả có múi, đều phải cẩn thận. Bưởi là số 1, việt quất, dứa đều dính hết. Quýt thì đỡ hơn, thế nhưng mà ăn nhiều thì vẫn bị. Còn cam thì không thấy nhắc đến. Thế em cũng bảo chắc ngày xưa mấy cụ như cụ Hải Thượng Lan Ông hay cụ Tuệ Tĩnh, cụ ấy bảo là nếu mà ốm ấy thì mang cân cam đi biếu chắc cũng có lý đấy. Cam có vẻ vẫn lọt, vì hiện nay không có nghiên cứu rõ về cam. Thế nhưng mà bưởi thì là có. Thế thì, nhưng mà nói thế khuyên thì em vẫn khuyên là không nên dùng. Và ở đây nếu như có ai ở khoa tim mạch không ạ? Thì có một cái tai nạn tiếp theo nếu như liên quan đến ăn thực phẩm, là sau khi mà can thiệp mạch thì hay dùng thuốc chống đông ấy, thì cái nhóm citrus này cũng làm tăng nồng độ thuốc chống đông ở trong máu. Thì có một bệnh nhân ở khoa can thiệp mạch trong kia lại bị chảy máu toàn bộ ở từ cái vết can thiệp xuống, và khi mà xuống thì em phát hiện ra là con gái thương mẹ cho ăn nguyên quả bưởi xong, tăng nồng độ thuốc chống đông trong máu, xuất huyết luôn. Và từ đấy là khoa tim mạch cũng sợ, biết sợ là gì rồi, nó cũng làm tăng. Thì vậy là hãy coi chừng với cái nhóm citrus khi trang trong bệnh viện. Thế thêm ra là trong bệnh viện có lẽ là dưa hấu lành chị nhỉ, thanh long lành, chuối, thế thôi. À nhá, đừng có mà quay vòng nhiều quá. Lúc ấy ăn đòn cái gì mà chắc thì làm. À, và
từ cái lúc mà cháu vào viện là 95 cm, nặng 10 cân, cho đến khi mổ xong 1 năm thì là nặng 19 cân, tăng được 100 thành 104, tức là tăng 9 cm trong 1 năm. Lý do là nó bị kìm lâu quá, gặp thức ăn nó lớn thôi chứ không phải công của em. Nó 8 tuổi rồi. 8 tuổi mà được cao được có 1 mét thì con mình nó đã 1m2, 1m3 rồi còn đâu, đúng không? Em nói thế để các thầy cô thấy là đúng là trẻ em nó cực kỳ là kỳ diệu. Như em đã nói, lời đầu tiên cảm ơn phải dành cho gia đình. Đó là một sự kỳ diệu khi mà họ đã vượt qua tất cả những cái hàng rào về tôn giáo, về phong tục tập quán để cứu một cái đứa bé. Bởi vì như ở dân tộc, như cái cháu này là người ta cho nó hy sinh rồi. Nhưng mà một người mẹ tuyệt vời. Cô này có người dân tộc nhưng mà cô Tâm này cô rất tuyệt vời luôn. Xinh, đẹp. Mà đẹp từ trong lòng đẹp ra chứ không phải đấy đâu. Cô nói cái lời nào mình chỉ có biến im lặng mà nghe thôi. Nó rất là vì tình người và thương con. Em phải gửi lời cảm ơn đến cái nhóm chuyên gia ghép phổi đại học OK Mama. Đó là những cái chuyên gia không cải khó khăn, thường xuyên trao đổi. Và đến tận ngày hôm nay lâu lâu gửi một cái lời ông vẫn nói lại là mày không cần phải cảm ơn tao. Những cái gì thuộc về người bệnh là lời cảm ơn tốt nhất dành cho bọn tao. Các ông đấy đều rất tuyệt vời. Nhóm chuyên gia dinh dưỡng của Việt Nam không phải đơn thuần là trong bệnh viện 103, mà khi khó khăn em vẫn thường hỏi. Cô Tâm cũng phải ăn một tuần vài cái tin nhắn em Minh hỏi. Cô chịu khó trả lời em. Em mong hồi âm của cô lắm. Trước có cô Mai, đợt này cô Mai cô đi Mỹ rồi thì em ít hỏi hơn. Và gần như khó khăn thì bọn em hay hỏi lẫn lộn nhau, bởi vì mỗi người mạnh một chuyên khoa. Không thể quên được nhóm ICU. Họ là những người tuyệt vời. Trung tâm hô hấp đã giúp chúng em để thực hiện được những cái mong muốn chúng em. Và phải cảm ơn toàn bộ các anh chị ở đầu cầu. Bây giờ tù xuống có 129. Các thầy cô và các anh chị có trong hội trường hôm nay đã chịu khó bỏ hẳn một buổi chiều cuối tuần đến đây để nghe dinh dưỡng chém. Em cảm ơn thầy, cảm ơn tất cả mọi người.